người dùng Facebook bị thổ nhĩ kỳ phạt 282.000 đô la Mỹ. Thông tin người dùng thổ nhĩ kỳ bị lộ bao gồm tên, ngày tháng năm sinh, vị trí, lịch sử tìm kiếm, hiện chưa rõ mức độ ảnh hưởng của vụ do gì thông tin này. Trong khi đó, Facebook đang đối mặt với vụ kiện tại Mỹ, người dùng tố mạng xã hội này cho bên thứ ba, trong đó có Cambridge Analytica tiếp cận dữ liệu cá nhân của họ. Ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân KVKK ngày 3 tháng 10 cho biết đã khởi động cuộc điều tra dò dỉ dữ liệu tại Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Facebook không cung cấp đủ thông tin cần thiết cho họ. Ủy ban thấy rằng Facebook hoàn toàn có thể triển khai các biện pháp quản lý và kỹ thuật để ngăn ngừa dò dỉ thông tin kiểu này. Vì vậy, Ủy ban đã phạt Facebook 202.000 đô la Mỹ vì không thực hiện trách nhiệm trong việc này. Ngoài ra, Facebook còn bị phạt thêm 80.000 đô la Mỹ vì không báo cáo vụ việc cho chính quyền sở tại và KVKK, nâng tổng mức phạt lên 282.000 đô la Mỹ. Trước đây, KVKK từng phạt Facebook 290.000 đô la Mỹ trong vụ việc dò dỉ dữ liệu tương tự.